Ui, nghe con cá nghe cho con từ quái nồi rồi xong bỏ luôn. Chào mọi người nha, hôm nay hai cha con mình đi câu ở điểm ao bèo mọi người, ngay chỗ trạm bơm nè. Đây trầm bơm mọi người, thấy có cá ao bèo hay thắt lát lên móng có phi được nữa, xuống cần thử rồi nó ăn không mọi người. Thì tắt đây rồi xuống cần rồi quay tiếp mọi người. Kéo mọi người. Nghe lỗi đó. Bự không? Cũng khá bự ha. Thấp xuống. Rồi, gỡ đi. Con đầu tiên hả? Con đầu tiên. Xém mớm ha. Xém. Rồi gỡ đi con. Xích vô để gắn lẫm nhảy theo chụp lọt mưa luôn ha. Được chưa? Đó, rỉa, dớt, tử. Lên con thứ hai hai con ôi giời giật cái gì lên nè. Đấy, nó đây. Gỡ luôn mọi người. Ba con hả? Ba con. Cá chốt trâu. Trà bá luôn. Wow, cá chốt bự. Trận đâm á. Cá chốt á. Bụng nó mềm quá. Được không? Gỡ luôn rồi. Đây. Cá chốt. Chốt giấy. Ngọt con nguyên. Wow. Chụp bự quá. Lát luôn. 5 con luôn. Chữ ta. Lúc nè. Ôi cá chốt. Bị dướng ngạnh. Trời. Rỉa không mày. Dướng đẳng cấp quá rồi. Trời ơi, câu mà dính bên hông luôn mới cười. Chị mới gọi là đẳng cấp. Rồi, chí không mày. Chốt không. Chốt bự không. Bị sốc mà. Bị sốc da. Bị lưỡi móc tinh lưng. Mày xui rồi con. Giọt cái. Út dính. Lát luôn. Kéo khâu gỡ con gì cà trốt quá đã.
chà bá không, chốt về kho tiêu nấu canh chua khóm thầy lớn và xuồng vô luôn mọi người. Cái chốt mà gì ê chọt nó tùm lum vậy, gỡ luôn mọi người. Cứu cái lưỡi chà bá cá này các bạn, xiên ghế nè, xiên ghế nè, đang rút sao rồi, lấy ra lấy đọt ra lấy đòn câu á, ý đọt cần câu á, câu lô cá gì vậy, vụ cá này cá gì chậm, cá làm canh hay gì nè, cá này tanh lắm ăn gì dục cứ ăn gì, cá này thể loại cá lồng tông mà nó dạng dẹp mà nó tanh bà cố, về nướng lên cho chó ăn, thôi, gỡ nó tanh dần người ta đúng. Kêu đi thử cá lạ quá, cá tanh lắm, hồi nãy giờ nó ghĩa mà quỳ của mình dục mày luôn mày quỳ lúc mà giật nãy như tin mà tám con hả, ấy ok nó thượng đế tới nè. Ấy rớt, ừ đúng rồi, thử không, bự hơn con nãy, rớt luôn. Bự hơn con nãy ha, cát đất không. Bỏ vô đi. Nhấp nhấp đây à, kéo hoài trời ơi, cá làm canh nữa sao cái trúng cái con cá này hoài rồi, xảy luôn đi, cảm ơn mày luôn, giỡn ăn còn cho đứa khác ăn nó quất lên ủa tiền xảy chín này nha. Chà, mình cũng lên còn cài. Thôi nhỏ lên hoài mình không lên mất cỡ với nó quá chứ hả? Coi cái bự nè. Vô. Yeah. Cá bố này coi. Yeah. Thịt cá bố chà. Hương chà. Yeah. Nhủi cái ghế không? Nó cũng tìm đó. Không ăn đi chứ. Tối rồi. Đó, tuốt bển đi. Đẻ con, rồi nó lặn tới đáy luôn. Bước xích xuống, ừ. Trời, còn đập nước nữa. Ghĩa nữa. Nhổng, trời ơi, cười ra. Sợ mấy cá lành chanh chết. Đó, ừ, bự. Ú bự ta. Cái lý ta. Các bạn. Ngon lành ta. Quá đã. Chè sọc. Đâu. Rồi. Bù gì con rồi á. Cái gì ta. Ồ, ngoài đó bây. Tiếp tục con. Ừ đúng rồi, nghe lỗ à. Chờ thời đi. Ừ kéo nhẹ nhẹ vậy đó. Đó, đĩa đó từ từ. Lên. Nó. Nó
con này nhỏ nha. Dĩa nè mày. Thôi nhìn móc nè. Nhìn móc nè. Xếp sậy. Hên á. Rồi móc bỏng lét luôn. Đó. Trời đâu cái gì. Cá bình thường hay gì. Gì vậy gì vậy. Chó sủa. Cái nữa nè. Cá lằn canh không. Câu mồi dế toàn cá lằn canh khóa mồi quá. Bữa nay con ăn mài ít quá, nhường cho thằng con câu đi. Quá móng nữa rồi bây ơi. Quá cái lỗ lên móng hoài luôn bây ơi. Mày tao nóng mày lắm. Tao nóng mày lắm nha cá lằn canh. Rồi hơi ngắn rồi, xích bản mới đúng. Lên, trời ơi, cá lành canh nữa ông nội ơi. Sao nản thiệt chứ. Không có ra đây rồi mà sợ. Rồi xảy luôn đi, cảm ơn luôn. Cái gì vậy, cái chốt bự. Ôi ôi. Cái chốt siêu to khổng lồ đầy rồi. Chốt mọi người. Nhìn con cái Úc. Hôm nay mình câu cá chốt rồi bậy bạ chơi. Cá chốt cái hành canh được. Thầy luôn. Đó, đĩa đó. Kéo qua đó. Chuẩn bị lên đĩa. Quất. Quất đi. Nói rồi không chịu nghe. Mày hai ha. Hơn hả mày ha. Phá cái lục hôm gài ha. Mày ừ, lên canh nữa. Ủa đủ cái ngày gì mà có cá lên canh không má ơi. Cỡ luôn. Thả mà giờ vừa thả vừa xảy xong nãy giờ 4 năm con thứ này. Cá tanh. Lăn xuống dưới luôn mày. Đủ đi đi, bye bye. Trời ơi, giật ghê. Giật hết nội công luôn mà. Cá bài, cá bài. Được rồi. Chị ba nha. Rồi. Trời ơi, nữa. Thứ này hoài trời. Thôi ba để ngâm cho kéo đã đi. Lành canh không. Dứt. Đó. Lên. Ừ. Nhỏ câu khắc lát mình câu cá lành canh không mọi người. Câu lên thả xuống. Lành canh. Câu khắc lát. Mắc cỡ quá mà thả nữa một thanh rồi nữa về chích ngắt sình thú quá xuống dưới mày yeah. Đường nó lên đèn rồi giờ bye bye mọi người về mọi người bye bye các vệ con trai à chưa con bye bye vệ con thấy đường không. Về đổ cá mọi người xem nha. Đổ cá ra mọi người ơi. Đổ
gì gỗ rồi cá chốt cá lành canh cá gì đâu, câu mồi dế toàn cá chốt cá lành canh nó ăn đĩa mồi móc mồi không kịp. Đây mọi người, cà phê, cá chốt, cá rùa biển, thắt lát, lạnh canh tanh quá dục hết rồi. Được như đây mọi người. Rồi, bye bye mọi người, hẹn mọi người video khác mọi người.